Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hôm thời gian vừa qua Tiến chia sẻ cho anh chị em cái đồng WKRU ấy, thì được Ủy ban chứng khoán của Mỹ cấp phép thông qua về cấp cái mã bảo mật là với giá trị là 0,4 đô do cái tập đoàn UGPay của bên Thụy Sĩ họ đảm nhiệm nhiệm vụ là bán với giá khởi điểm là 0,4 đô. Tổng nguyên lượng bán ra là 45 tỷ thì bán đến năm 2028, thì nội trình nó bán năm 2028. Thì cái sàn mà cái đồng gọi là token, gọi là cổ phiếu điện tử là sử dụng hình thức STO WKRU thì nó sẽ được lên, đang chuẩn bị lên cái sàn mà chuyên về cái cho những cái đồng token hay là cái loại cổ phiếu điện tử là cái sàn stormarket.com này. Anh chị em có thể là để ý trên đỉnh màn hình kìa. Đó, anh chị em để ý màn hình, nó có cái sàn stockmarket.com thì chuyên là đảm nhiệm cái nhiệm vụ là bán cái đồng token hoặc cái đồng là sử dụng hình thức STO. Thì Tiến nói qua với anh chị em cái đồng sử dụng cái đồng nó sử dụng hình thức STO thì nó cũng như là một loại cổ phiếu thông thường, nó như IPO nhưng mà nó ưu việt hơn. Nó có thể trao đổi giữa các cái cặp tiền tệ, trao đổi các loại cổ phiếu với các loại cặp tiền tệ khác nhau, và nó có thể lên những cái sàn chứng khoán thông thường và có thể là lên sàn riêng của sàn bên coin nữa. Đấy. Và chữ trong các cái ví này nó linh hoạt hơn, thì theo cái xu hướng công nghệ 4.0 thôi, một loại cổ phiếu thì có thể chữ trong các cái ví lâu dài và được trả cổ tức hàng tháng. Ở đây là anh chị em lên cái sàn stockmarket.com này có thể có rất nhiều các cái đồng có các loại cổ phiếu mà đã sử dụng hình thức STO rồi này, các cái đồng token này, các đồng mã bảo mật. Thì đồng cái WKRU này thì được Ủy ban chứng khoán của Mỹ cấp phép. Đấy, thì đây là anh chị em có thể xem trên như này, đây là những cái đồng đã lên sàn rồi, đã lên trên cái sàn này rồi này. Đây là dưới, anh chị em lấy dưới này. Đấy là UGPay này, UAGPay Group AG này, là chính cái đồng WKRU này, này. Đấy, bán giá trị là 0,4 đô này. Đấy, trên này nó có còn nhiều các cái đồng khác nhau. Đấy, nhiều đồng khác nhau anh chị em có thể xem, chúng ta xem. Đó, thì sẽ cung cấp cho anh chị em một cái thông tin. Đó, như vậy anh chị em có thể sau này chúng ta có thể thay đổi. Anh chị em có thể tích vào những cái đồng nào anh chị em xem, anh chị em xem nội dung của nó. UGPay đó, anh chị em tích vào trong UGPay này, group này, thế thì nó sẽ có phân tích chúng ta này. Token 10, dịch cho anh em xem. Tổng tăng là 10 tỷ này. Giá mỗi mã thông báo là cái giai đoạn này là công ty bán là 50 tỷ và giá mỗi mã thông báo 0,4 đô. Bắt đầu là ngày bán là ngày mùng 10 tháng 2 năm 21 và đầu tư tối thiểu là 10 đô. Đấy, số nhà đầu tư 35 lân ngày đóng là mùng 10 tháng 2 năm 2022. Bán đến năm 2022 anh em ạ. Cập nhật mới là ngày 12 tháng 2 năm 2021. Nâng cao tiết độ điều kiện tổng mức cung là 10 tỷ USD này, mềm đầu tư tối thiểu 10 đô, các nhà đầu tư được chấp nhận chỉ Hoa Kỳ và quốc tế được công nhận. Đó, chỉ định Hoa Kỳ đấy chứ, mã bảo mật là cổ tức miễn trừ này. Công cụ vốn chủ sở hữu mã hóa chứng khoán hạn chế. Giá mỗi WKRU là 0,4 đô, nền tảng phát hành mã thông báo là CryptoDip, giao thức token EOS, trên cái đồng EOS, thông tin phát hành mã thông báo, mã thông báo sẽ truy cập miễn phí sau thời gian giã đông là 365 ngày, có thể di chuyển giữa các tài khoản và giao dịch trên sàn giao dịch khi gửi token không mất phí nhưng cần giữ một số lượng UNTB token để có RAM, CPU và NAT của blockchain. Các lựa chọn thanh toán này bằng BTC, Ether khác bằng đô la Mỹ, quyền mã thông báo, quyền biểu quyết cho phần trăm cổ tức. Đó, được nhận cổ tức hàng tháng. UGPay Group AG đi theo con đường lựa chọn có ý thức ủng hộ công nghệ và ngành công nghiệp
hiệu quả, năng lượng và thân thiện với môi trường được thiết kế trở thành một khởi đầu một quá trình phát triển mới về sức khỏe, hòa bình, thịnh vượng và giàu có cho tất cả trên hành tinh trái đất. Chúng tôi không phát triển các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế ở các khu vực trên thế giới, do đó cải thiện nền kinh tế thế giới và khu vực này sẽ nâng cao mức độ phúc lợi của người dân nhờ sự ra đời của công nghệ blockchain chúng tôi cung cấp. Đấy, đây là anh chị em có thể tích vào cái phần đó, anh chị em xem này cái tổng quan này. Đấy, nó rất là cụ thể trên cái sàn stockmarket.com này. Đấy, anh chị em mà xem cái việc quản lý dự án này. Tổng quan này. Chị em xem đồng đây. Anh xem vào xem cái tiến thức để cái đường link cho anh chị em xem. Đấy, sử dụng quỹ này, đầu tư vào tài sản công ty 50, chi phí tiếp thị này. Rất là cụ thể, sách trắng token này. Yêu cầu đóng góp bổ sung và sản xuất theo sản xuất sân. Đấy, đây là một cái sàn rất là minh bạch cho chuẩn bị đấy chứ. CEO là Andrei Khovatov, Aman, giám đốc phát triển kinh doanh, cố vấn. Alexander Mozan, quan hệ chuỗi khối này, công nghệ. Tin tức Yahoo tập đoàn UAP đã tung ra đợt bán mã thông báo bảo mật. Đấy, sử dụng quỹ đầu tư vào tài sản công 50%, chi phí tiếp thị 45%, chương trình khách hàng thân thiết 5% cho nhà đầu tư Esto, các tài liệu là sách trắng này. Đấy, anh có thể vào xem đây, anh có thể vào xem sách trắng này của công ty. Đấy, anh chị em đây đã có rất thông tin rất là minh bạch, anh chị em xem. Đấy, lĩnh vực là đồ huy động vốn, phát triển huy động vốn cộng đồng này. Đấy, có các cái trường hợp, các cái thông tin này xem có thể xem. UNTP, độ chính xác 4 chữ số thập phân. Quyền nợ cho người tham gia, số tiền đầu tư tối thiểu là 10 đô. Tổng số tiền chào bán là 10 tỷ USD. Cổ tức lợi nhuận được chia từ 8 đến 35%. Phân bổ tài sản. Đấy, anh chị có thể mở cái bản bổ sung tài sản trong bản dưới đây này. Chương trình crypto nit. Đánh giá độc lập là 404 triệu đô. Tham gia một dự án. Đấy. Nó có cái dự án có về giáo dục vàng kim cương này, tham gia các cái cổ phần doanh nghiệp này, phát triển sức khỏe và tuổi thọ, đổi mới và phát triển giao thông, ngân hàng, 20 phân khúc thị trường, token blockchain, mã thông báo crypto với kết 80 tỷ unit làm bằng 8 tỷ đồng tiền ổn định USDU này. Rất là chi tiết, các bạn thông báo rất chi tiết cho anh chị em xem đó. Đây là ban lãnh đạo, ban điều hành đây. Đấy, đây là một số cái thông tin nếu muốn chia sẻ cho anh chị em muốn xem thì và muốn tham gia vào cái dự án crypto nit này, tôi để đường link phía dưới và có cái phần anh cho anh chị em vào xem cái sách trắng xét và cái sàn stock market này cho anh chị em xem. Xin chào tạm biệt tất cả anh chị em.